Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là một số phụ kiện câu của Nhật. Hôm nay mình có một số dây shock leader, dây fluorocarbon, và ở đây mình có kìm kẹp cá, túi đựng máy và kính câu nha. Giá mình báo trong video này là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn, và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên. Dây ở đây đều đa số là dây lẻ sai nhưng mà là còn nguyên, chưa sử dụng nha. Mã là mã số 1. Số 1 đây mình có là dây của Toray, dây 2.5, tiết diện 0.26. Cuộn này là 50m nha. 50m, cuộn này là fluorocarbon. Giá 140.000, 140. Fluorocarbon thì tất cả là đều là dây màu trong đó nha các bạn, trong suốt. Mã số 1 giá 140.000. 50m. Tiếp theo mã số 2. Số 2 ở đây mình có cũng là của Toray. Cái này dây này là dây 0.6. 0.6 là dây nhỏ nha các bạn. Tiết diện 0.128mm. Cuộn này 50m. Hàng Toray của Nhật, mới chưa sử dụng, màu trong suốt, giá 140.000. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Số 3 ở đây mình có là dây của Yamashita. Cuộn này là dây shock leader của Yamashita. Chất của nó là chất fluorocarbon. Cuộn này là dây số 1, tải 4LB, cuộn 30m, mới chưa sử dụng, Yamamoto. Mình nhầm, cái này là của Yamamoto nha. Giá là 80.000. Cuộn này là 30m, dây số 1, shock leader. Mã số 3 giá 80. Tiếp theo mã số 4. Hàng này cũng của Yamatoyo, hàng Made in Japan, nội địa Nhật nha. Cuộn này là dây số 3, tiết diện là 0.285, tải 12LB, 30m. Cuộn này giá 80.000, mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Cuộn này cũng của Yamatoyo luôn, hàng nội địa Nhật. Cuộn này là dây số 7 nha. Dây số 7, tải 25LB, tiết diện 0.435. Cuộn này 20m, màu trong suốt, giá 80.000, mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Dây này cũng của là Yamatoyo, hàng nội địa Nhật. Dây số 3, tải 12LB, tiết diện 0.285, cuộn 30m, giá 80.000, mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Dây của Duo, dây fluorocarbon 100%, dòng là dòng H-Co. Dây số 1.75, tải 3,7 kg cá, cuộn này là 30m, tiết diện 0.22mm. Dây số 1.75 nha. Cuộn này là giá 140.000, mã số 7, màu trong suốt, 50m. Tiếp theo mã số 8, dây của Seiwoo. Cuộn này là dây số 3, tải 3,7 kg, cuộn này là 60m, màu trong suốt, fluorocarbon 100%, giá 160.000, mã số 8. Mã số 9. Dây của Seiwoo, dòng này là dòng Premium Max Shock Leader. Dây này là dây số 1, dây số 0.8. Dây số 0.8, tải là 4LB 2kg, cuộn 30m, fluorocarbon 100%, màu trong suốt, giá 270.000. Giá 270.000, mà đây là mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Dây của Seiwoo, dòng Seiwoo Remax FX màu đen. Dòng này cũng là dòng xịn đây. Dây này là dây số 3, tiết diện 0.285mm, tải 4,9kg, 60m. Giá là 350.000 một cuộn, màu trong suốt. Tiếp theo mã số 11 đây mình có là dây của Seiwoo, dòng Seiwoo ACE, cuộn này là 60m, dây số 4, tiết diện 0.33mm, tải 4,9kg. Cuộn này là dây số 4, 60m nha. Dòng dây lớn thì nó sẽ có luôn cái miếng để bọc dây ở trong này nè. Miếng giống như cái dây để bọc vào cái cuộn dây lại. Mã này là mã số 11, giá 240.000, 240. Mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Mình có dây của Seiwoo Remax FX. Cuộn này là dây số 5, tiết diện 0.37mm, tải 7,4kg, cuộn 60m, màu trong suốt. Cuộn này giá 370.000. Mã này là mã số 12. Mã số 13 đây mình có là một cái kìm này là bằng chất của nó bằng nhựa nha. Nhựa. Dòng này là dành cho khách nào kẹp cá giò này, câu cá giò hoặc là câu cá gờn đá các bạn. Mã này là mã số 13 màu đen. Giá là 70.000, mã này là mã số 13. Tiếp theo mã số 14. Cái này thì độ dài của nó là dài tầm khoảng 28cm nha. Tiếp theo mã số 14 tương tự, cái này là màu xanh như thế này. Cái này là 70.000, mã số 14. Mã số 15.
15 ở đây mình có một cái kìm kẹp cá như thế này. Cái này thì dài tầm khoảng 25cm, 24-25cm. Ở dưới này là bằng cán mít xốp, trên này là bằng inox. Nó là dạng như thế này các bạn, đây. Này nó là dạng như thế này. Mã này là mã số 15, giá là 150.000 mã số 15. Tiếp theo mã số 16, mình có cái này. Cái này thì dài tầm khoảng 27cm. Ở dưới này là bọc cao su. Kiểu dáng nó là như thế này. Đây. Ở trong nó là bằng inox. Giá là 250.000 mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17 đây mình có là một cái túi đựng máy ngang. Hàng này là hàng của Daiwa. Cái này thì được, con này thì được sản xuất ở Taiwan nha. Túi máy ngang khá là dày. Giá là cái này thì đựng máy ngang con lua nha các bạn. Mã là mã số 17, giá là 200.000 mã số 17. Tiếp theo mã số 18. 18 ở đây mình có hàng này là hàng của Success. Success. Cái này thì size nó là size lớn. Con này thì đựng máy được size tầm khoảng đựng được máy máy dít hoặc là máy ngang, máy đứng, máy dít hoặc máy dít câu ngang. Máy ngang dùng để câu dít hoặc là máy đứng size tầm khoảng 3.000 nha. 3.000 và 2.500 đến 4.000, đựng được tầm 2.500 đến 4.000 mã số 18, giá 150.000. Còn rất là mới đẹp, 150.000. Tiếp theo mã số 19, ở đây mình có hàng này là hàng của Excel, hàng nội địa Nhật. Cái này thì túi nó lớn. Con này thì đựng được máy size tầm khoảng 7-8.000. Từ 6.000 tới 8.000, mã này là mã số 19, giá là 150.000, cái này dính bụi nha. Đây, dính bụi thôi. Giá là 150.000 mã số 19. Tiếp theo mã số 20, ở đây mình có là của Daiwa, dòng Daiwa Tournament. Con này thì đựng được size tầm khoảng 2.500 đến 4.000. Kiểu dáng là như thế này. Nó là dạng xốp chống xốp nha các bạn. Mã này là mã số 20, giá là 200.000. 200.000. Tiếp theo mã số 21, con này thì đựng được size tầm khoảng 2.000, từ 1.000 cho đến 1.000 cho đến 2.500. Giá là 200.000, hàng của Daiwa nha, Daiwa. Giá 200.000 mã số 21. Tiếp theo mã số 22, mình có hàng của Shimano. Con này là Shimano, túi này thì đựng được mấy ngang, size tầm khoảng size từ 1.000 cho đến tầm khoảng 3.000. Từ 1 đến 3.000. Ở bên này thì nó là chống sốc này, ở trong nó là dạng túi lưới đó. Ở bên này hông này là dạng túi lưới như này. Đựng được size từ 1.000 cho đến 3.000 mã số 22. Con này còn rất là mới đẹp. Con này giá là 280.000 nha, hàng của Shimano. Tiếp theo mã số 23. 23 đây mình có cũng là túi của Shimano, kiểu dáng tương tự. Con này thì đựng được size lớn hơn. Con này thì nó có hai ngăn như thế này các bạn. Đây, ở trong nó có hai ngăn như thế này. Con này thì đựng được size từ 2.000 cho đến 5.000 nha. 2.000 cho đến 5.000. Hàng của Shimano. Mã này mã số 23, giá cũng 280. Tiếp theo mã số 24, mình có hàng của Daiwa. Con này thì đựng size đây, con này thì đựng size tầm khoảng từ 1.000 cho đến 4, từ 1.000 cho đến 3.000, từ 1 đến 3.000. Con này thì Shimano, nếu mà xem máy Shimano thì đựng được 4.000, nhưng mà nếu máy Daiwa thì nó đựng được 3.000. Con này là giá là 250.000 nha. Hàng này là được sản xuất ở Taiwan, hàng Daiwa chính hãng nha các bạn, không phải là hàng nhái. Đó. Rất là dày nha, rất là dày dặn. Giá 250.000 mã số 24. Tiếp theo mã số 25. Mình có một cái túi của Daiwa luôn. Con này cũng được sản xuất ở Taiwan. Con này thì đựng được size tầm khoảng 4.000 trở lại. 4.000 trở lại, hàng mà đựng máy đứng. 4.000 trở lại mã số 25. Còn thì rất là mới đẹp nha. Còn con này còn rất là đẹp này. Giá 300.000 mã số 25. Mã số 26 ở đây mình có là hàng của Shimano. Cái này là một cái túi đựng cái này là một cái túi dùng cho khách nào đựng máy điện này hoặc là máy dít. Máy điện, máy dít hoặc máy đứng cũng được luôn. Máy đứng thì nó sẽ đựng được máy tầm khoảng 5.000 trở lại. Hàng này là hàng Make in Japan, hàng nội địa Nhật. Kiểu dáng nó là như thế này các bạn. Đây. Kiểu dáng nó là dạng vuông như thế này. Đựng được máy dít này, máy đứng này. Máy đứng tầm khoảng 5.000 trở lại. Hoặc là máy điện nha. Đây, gắn như thế này. Đó, kiểu dáng nó gắn như thế này. Hàng của Shimano. Đây, Shimano team này, chỗ này là tem bạc à. Dòng xịn nha. Giá 250.000 mã số 26.
Là số 27 mình có túi này là của hiệu lệ mắt kính của hiệu lệ SD. Là sâu rim hàng nội địa Nhật. Con này thì có hộp màu sắc nó là như thế này. Ở ngoài nó là màu như thế này các bạn, ở trong là màu xanh này. Khi các bạn đeo vào mắt kính thì nó sẽ không thấy màu xanh mà nó là sẽ thấy kiểu dáng như thế này đó. Giống như là ở trong, ở ngoài là xám, ở trong là viền xanh đó. Cho nên không có thấy cái gọng ở trong, nó không có nổi lắm nha. Đó, kiểu như thế này. Kính này đều là kính phân cực hết nha các bạn. Đây. Kính phân cực, màu của nó là màu xám khói. Còn rất là mới đẹp sáng. Mã này là mã số 27, giá 600.000. Mình có một. Tiếp theo mã số 28 mình có hàng của Rabala. Con này hàng của Rabala. Kiểu dáng nó là như thế này. Màu của nó là màu xám khói. Hàng của Rabala rất là nổi tiếng rồi. Con này thì mình sale giá rẻ này. Kính phân cực nha, kính phân cực xịn của Nhật nha. Đó. Màu qua kính của nó là màu xám khói. Con này thì ôm hết mắt nha. Mà đây là mã số 28, giá 350.000, 350 có hộp, rất là xịn của Rabala. Tiếp theo mã số 29, mình có con này là của hàng của LSD này. Đây LSD. Lysol rim. Khuôn của nó là ôm hết mắt, màu của nó là như thế này. Còn khá là sáng đẹp, con này thì không có hộp nha. Kính phân cực màu xám, màu qua kính là màu xám khói. Kính phân cực nha các bạn. Đó. Đây. Mã này là mã số 29, giá là 500.000, gọng của nó là bằng nhựa. Dòng này đi câu biển nó là ok. Mã số 30. 30 đây mình có là một cái máy kiến như thế này. Đây. Con này thì mà con này là kính phân cực, màu qua kính của nó là màu nâu trà. Màu qua kính của nó là màu nâu trà như thế này đó. Nâu trà như thế này, kính phân cực này đó. Con này thì mắt kính nó có thể bể lên được. Đây. Bể lên được nha. Kiểu dáng nó như thế này, gọng ở ngoài của nó là bằng kim loại này, kim loại gọng mỏng, mắt kính nó là mắt kính vuông như thế này. Màu của nó là màu nâu trà. Con này thì chủ yếu dính vân tay thôi, còn tương đối sáng. Mã này là mã số 30 nha, giá 600.000. Mã số 31 mình có con này. Con này cầm rất là chắc tay, đẹp nha. Đây, kiểu dáng nó là như thế này. Hàng này là của Trio, là địa Nhật. Gọng của nó là như thế này. Gọng của nó bằng kim loại nhưng mà rất là nhẹ nha các bạn. Nhẹ mà nó có độ bóng rất là đẹp như thế này. Kiểu dáng này, màu qua kiến của nó là màu xám khói. Đây, chỗ này như này. Kính phân cực nha. Mà đây là mã số 31, giá 700.000. Tiếp theo mã số 32. Mình có cái này là một cái của hàng nội địa Nhật. Hàng này là đây, Bolojai Glass, là dòng kính phân cực nha. Màu sắc của nó là như này. Con này thì gọng ở trên của nó là bằng carbon. Đây, gọng carbon này. Cho nên là bằng thép, siêu nhẹ. Màu qua kính của nó là màu xám khói, kính phân cực. Con này thì còn tương đối sáng. Mã này là mã số 32, kiểu dáng của nó là như này. Con này có giá là 500.000 nha. 500.000 mã số 32. Tiếp theo là số 33 thì mình có con này là hàng của Gen, hàng nội địa Nhật. Dòng này thì hàng nội địa Nhật, con này thì được sản xuất của đây, dòng Storm Rider của Gen, hàng nội địa Nhật. Con này thì nó giống như là SD các bạn, là hàng nội địa, cửa hàng nội địa Nhật. Đây, kiểu dáng nó là như thế này. Màu qua kính của nó là màu nâu trà như thế này. Đó. Kính phân cực nha. Con này thì kiểu dáng khá là đẹp này. Gọng của nó là bằng nhựa. Logo này. Mã này là mã số 33. Con này hàng về có hộp như thế này. Storm Rider. Mã số 33, giá 800.
Tiếp theo mã số 34 mình có kính của Gamakatsu. Đây, đây là một cái kính của Gamakatsu như thế này. Hàng của Gamakatsu nha. Kính phân cực. Đó. Gồng nó là bằng nhựa nha các bạn. Cái này rất là dẻo này, gồng này gồng dẻo nha. Nó có sờ nhỏ nhỏ trên này, đó. Kiểu dáng thì cái này cũng rất là đẹp này. Hàng của Gamakatsu. Gamakatsu hàng rất là xịn rồi. Mã này là mã số 34 nha, hàng về có hộp như thế này. Con này giá của nó là 1 triệu nha, 1 triệu mã số 34. Mã cuối cùng mã số 35 mình có mã kiến của Shimano. Đây. Kiểu dáng là như thế này. Con này thì con này thì còn rất là đẹp này. Dưới dính dấu vân tay, dính bụi thôi. Này. Ở ngoài của nó là dạng màu trắng gương nha các bạn. Đây màu trắng gương như thế này. Hàng này là Shimano da băng, gọng ở ngoài của nó là bằng carbon. Gọng của nó là bằng nhựa, gọng nhựa. Máy da băng nội địa Nhật, hàng của Shimano. Shimano. Kiểu dáng như thế này. Màu qua kính của nó là màu xám khói, kính phân cực. Ở ngoài nó là màu trắng gương các bạn, màu gì cái này các bạn có thể soi gương giống như các bạn soi gương mà màu nó rất là rõ đó. Mã này là mã số cuối cùng 35, giá 1 triệu nha. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả 35 mã, các bạn lấy mã nào còn bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.